Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Đây là mình đây, từ đường phố đây, tất mọi người nha. Xin chào tất cả anh em, một game hải tặc đại chiến nha, là mình đây, từ đường phố đây, tất mọi bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến anh em một tựa đề con game mới anh em của nhà phát hành kho báu huyền thoại bản Anh giới thiệu các bạn. Đấy, theo thông tin mình được biết đó, chính xác là như vậy. Đây các bạn, không biết là game có hay không? Giờ mình sẽ trải nghiệm qua, nếu game hay thì mình sẽ giới thiệu tầng mà không, tí mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải luôn cho nó dễ. Ấn skip luôn cho nó nhanh nào. Đồ họa đánh nhau kiểu gì này. Trời ơi. Hoạt hình cute thật sự các bạn. Cái này dành cho mấy bạn nữ coi chơi thì được ạ. Không nhưng cứ thử trải nghiệm xem thế nào các bạn. Đồ họa nhìn trông buồn cười thật sự anh em. Trời ơi, cái đồ họa này nhìn buồn cười không? Trời ơi. Cái sẽ cứ trải nghiệm qua anh em nhỉ. Cứ trải nghiệm qua các bạn xem nào. Ui, Linh Vương này. Đùa Linh Vương rúp anh em. Luffy đây nhìn hơi béo các bạn. Ở đây Luffy nhìn hơi béo. Rồi xem Crocodile, anh em nhìn Crocodile kìa. Ôi nhìn con bé ôm gấu này. Đấy. Tình cú của Zoro. Người đã chăm sóc Zoro sau trong 25 team skit anh em. Nhìn trông cười thật sự. Đây rồi cuối cùng. Đây go 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 Mono. Garding Gao. Ghê thật sự các bạn. Ủa sao đang đi với đồng đội xong lại quay trở lại bắt đầu như đúng rồi này. Nhận ngay Monkey Luffy anh em. Đấy, 4 kin. Đấy, kin kiểu các thứ kiểu. Đây, check thùng bia đàng hoàng anh em nha. Đấy, Sanji hắc cước. Rồi. Bên này ra Roro Noaro nè, hay Nami. Nami đúng như mình đoán anh em, nhưng mà đúng ra phải ra Zoro đầu tiên thì hợp lý hơn. Trẻ cũng hơi vô lý nhưng mà thôi cũng rất thuyết phục anh em, không sao. Rồi giờ đi phụ bản. Đấy, bắt đầu đi phụ bản anh em, 1, 2, 3 3, rồi chiến. Rồi, đánh nhau nào. Đồ họa thì hơi hoạt hình tí thôi anh em, nhưng cũng được không đâu nào. Ui giời ơi, tiếp tục nào. Tiếp tục nào anh em. À, đi mà bối vào đã đến tập ông người cây này rồi. Cái ông ở trong cây này rồi các bạn. Chưa gì mới vào đã đến tập ông ở trong cây rồi, hơi vô lý anh em. Tạm chấp nhận thôi anh em chứ không thuyết phục lắm. À, ba map đây nè. Lami tầm này chắc là mưa thời tiết các bạn. Đây, sấm chớp. À, búc máu à. Trời, Lami búc máu anh em. Nhìn đồ họa hoạt hình nhìn trông nói chung này cũng phô mai đẹp trai, phô mai que anh em không được nói nào. Monkey D. Luffy. Đấy, go 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 Mono. Wayne rồi anh ba ta kìa. Úi trời khỏe cước, úi trời khỏe cước được. Tạm duyệt các bạn, game tạm duyệt. Đấy, cơ bản đầu thì cũng tạm duyệt. Đây tướng đây anh em. À, trang bị. À, trang bị thằng nâng cấp hả? Kiểu trang bị full thằng nâng cấp hả? Thế nào? Đăng nhập nhận quà. Cái gì đây? Top đèn lạp rồi anh em. Event này. Lạp tiền các bạn, lạp tiền nhận được Crocodile này. Tiếp theo có gì? Ủa, toàn lạp nùm, xem có nhiều ưu đãi không anh em? Chúng ta xem có nhiều ưu đãi, ưu điếc gì không các bạn? Toàn nạp núm này. Quét này. Cam. Ui. Có điểm VIP luôn này các bạn này. Không biết cái này làm nhiệm vụ thôi anh em, nhưng có điểm VIP luôn này. Cái nào vượt map à. Ui. Ui điểm VIP này anh em. Trời ơi. Toàn điểm VIP không ạ. Nạp đây này là nạp anh em. Đây cũng là nạp. Cái này 7 ngày đăng nhập à. À, 7 ngày đăng nhập anh em, lúc khi bạn quay 100 kim cương quay được một phát các bạn, quay thử phát coi xem được ra gì không. Ui. Thế mà không ở bên luôn, ở bên xem là cái sun sun đây nó là cái gì các bạn. Thôi tạm thời hướng dẫn anh em qua cái tải nha, ở đây chúng ta có Facebook của nó này. Đây, Facebook của nhà phát hành anh em. Đây các bạn nha, đấy, Facebook đây. À, có luôn anh em, ok.
Ok thì đây các bạn đi vào đây nhá, game Going Medi của chúng ta đây các bạn. Đấy, bạn Anh đây. Khoa báo điện thoại bạn Anh các bạn. Đây này. Trải nghiệm trò mơ trò chơi mới anh em đây 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 đây. Đây. Đấy các bạn vào trò trải nghiệm trò chơi mới. Ở đây nó có link down này cho anh em các bạn thích vào down này, Android với cả iOS đây các bạn. Đấy. Đó, link tải đây anh em nhá. Đó, cách tải luôn đó. Anh em nào giờ cần thì cứ vào trải nghiệm thôi. Ok chưa? Ok và cũng không thể thiếu code đây anh em này. Đây chúng ta có này bạn này, VIP 666 này anh em này. Đây, đây có VIP 666 anh em. Hiện tờ thì mình thấy ok, thử nhập coi anh em xem nào. Đây code đâu? Đây à? Đây không phải các bạn. Đây avatar. Code game này nhập chỗ nào ta? Từ về kiếm xem nó nhập chỗ nào đó các bạn. Kiếm cái chỗ để nhập code nữa anh em. Event xem dưới này có không anh em. À, quay bàn quay đây rồi thôi. Đấy. VIP này, lên VIP này anh em này. Đổi này. Đổi tiếp này. Đổi. Free hả? Ủa thế nhập code chỗ nào ta? Hay là web nhập code riêng nữa các bạn. Ai chà, cũng hơi khó hiểu đi đấy. Ở đây mình có một cái này. Túi coi. Túi áo kìa. Đấy, còn bao nhiêu tướng anh em xem nào. Ở đây chúng ở đây xem tướng này các bạn này, xem tướng đi. Ủa? Mới có nhiêu đây thôi à? Game mới ra mắt anh em thôi, tướng hơi ít nhưng mà cũng được, trải nghiệm thấy cũng được. Đánh tiếp nào, chắc phải hình phải đi đánh tiếp đó anh em. Đánh lên tí nữa chắc là nó mới ra thêm nhiều tính năng mới có quả cam mới ổn được các bạn. Tạm thời trải nghiệm đã. Tình hình là ngồi trải nghiệm chơi. Đấm đi nào, đấm lên ok. Đấy, hay quá, tiếp tục. Anh ba chúng ta phải nhìn rất điểm trai các bạn. Ở đây như kiểu vé người hoạt hình chibi anh em, nhìn ảnh hoạt hình ý. nhìn đẹp các bạn biết không? Nhìn cái hình mới đầu vào thì mới vào nhìn thì nó hơi ngộ các bạn, nhìn chưa quen thôi, nhưng mà đánh một lúc mình thấy nó cũng khá là ok các bạn. Đấy, mới đầu vào trải nghiệm thì kiểu các bạn chưa quen á. Thì mình nghĩ các bạn như mình thôi, mới đầu anh em chưa quen thì nhìn cái hình ảnh nó gọi là nó chưa được hợp lý, nhưng mà trải nghiệm lúc thì thấy cũng khá là ok đấy anh em. Chiêu thức đánh nhau các thứ các kiểu cũng khá là ok. Một đấm. Để hạ nút thằng hải quân này đã anh em. Rồi. Anh ba nhảy lên dám nó đây, dám đạp nó đây. Đúng rồi anh ba. Hay quá anh ba ơi. Win. Đấy, anh ba chúng ta có tuyệt kỹ khoe chân nữa các bạn. Win rồi, 3 sao. Lên level 2. À, có hướng dẫn gì nữa không? Đào loan nữa anh em đợi tí. Game nó mới ra một server thôi mà thấy server là server 1 test nữa các bạn, nhưng mà mình chẳng thấy thư tốt gì nha. Sự nãy giờ thứ mình cần đợi lúc này là thư anh em. À đây các bạn vượt map này. Ui. Được nhận thế để mình cày một tí anh em, mình cày một tí rồi mình quay bạn coi nhá. Ok, tiếp tục quay nào anh em. Lại được một lần quay nữa, xem ra được gì không. 50 kim cương nữa thì thôi đấy. Thế ra toàn ba đồ tào lao không à. Đây tướng đây. Skin. À cộng được skin này. Anh chá. Nhiều cái hay nhờ. Cộng được skin này anh em này. Đây anh em cộng được skin này. Check free à. À chà, ok. Có 10 phát, không đủ Bentley hả? À 90 mình mới có 1000 mấy thôi anh em. Tính năng thì bao nhiêu luôn anh em nhá. Ui. Rất là nhiều tính năng anh em, đồ họa trông khá là ok. À, đây thư đây anh em, thư đây, nhưng mà không có thư gì các bạn ạ. Cày tiếp vậy. Ok, chào mừng thành viên mới nào anh em. Đây, phải không? Không phải hả? Đúng mà, có thành viên mới mà. Đây đây anh em, rồi. À 5 mảnh thôi bạn, không biết là đủ chưa. 5 mảnh đủ gọi chưa? Chưa các bạn, 10 mảnh mới đủ gọi anh em nhá.
Đây tiện chỉ qua anh em một số cách để nâng cấp này. Đây anh em nhớ ấn nút never lên nhá. Nãy mình nói giờ mình chưa vượt được nhưng mà đây nút never nó đã vượt được ngay anh em. Sau đó cộng kin này. Đó, có cộng kin luôn nhá anh em nhé. Đấy các bạn tranh thủ cộng kin mấy cháu nó luôn. Kin cho Nami lên nhờ. Cộng kin cho Nami lên nữa các bạn. Đấy. Kin kiếc các thứ lên nữa là ok các bạn. Đấy giờ thì tranh thủ vượt map đã các bạn nhá. Đấy quốc thôi. Ok, nói chung thì mình cũng đang vượt sương sương được mấy map rồi anh em. Nói chung thì trải nghiệm qua qua thôi. Nói chung thì mình thấy game này cũng khá là ok. Anh em chơi lúc rảnh cũng hợp lý. Chứ là đổi gió anh em giải quay thôi. Đó, cũng được. Đấy. Game thì có thể cậy xếp luôn. Để xem là cộng xếp này bao giờ thì nên được. Ui, tắm lên được VIP 1 rồi các bạn. Xem là có đặc quyền VIP không. Đây anh em VIP 1 này, VIP 2, VIP 3 như khô quà các bạn nhá. Chứng tỏ VIP dễ cày các bạn, nói chung là cũng ngon. Đấy. Game free VIP các kiểu nói chung là cũng dễ cày cho anh em nông dân rồi. Đấy, bạn nào hứng thú thì có thể qua đây tải về và chơi. Ok, còn đâu thì video trải nghiệm mình cũng kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn anh em do theo video mình rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.